Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món mà mình rất là yêu thích. Đó chính là món Butterfinger Crab. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là những miếng càng cu tuyết mà mình đã cắt nhỏ ra như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt phần vỏ của càng cua. Và sau đó thì mình sẽ ướp với bơ và bột tỏi để mình nướng lên các bạn nhé. Món này thì rất là đơn giản, các bạn cũng có thể tự làm ở nhà được. Nguyên liệu thì không hề khó kiếm đâu các bạn. Mình sẽ cắt vỏ của cua tuyết các bạn ạ. Mình sẽ cắt như thế này. Sau đó mình sẽ tách lớp vỏ ra như thế này. Vỏ của cua tuyết cũng khá là mềm nên là các bạn cắt nó cũng dễ. Sau đó thì mình sẽ xếp lên khay thôi. Các bạn thấy này, càng cua tuyết ở bên này thì rất là nhiều thịt, có rất là nhiều luôn. Trong khay như thế này. Mình sẽ cắt ra như vậy để lát nữa thì mình sẽ cho một lớp bơ vào trong đó. Khi mà nướng lên thì gia vị của bơ sẽ thấm vào thịt cua rất là ngon. Các bạn chỉ cần cắt một lớp như thế này là được. Và bây giờ mình sẽ xếp ngay ngắn vào trong khay như thế này. Cái phần càng bự này rất là cứng luôn các bạn. Nhìn này. Không biết là mình dùng kéo có cắt được không, nhưng mình sẽ thử. Hết sức là cứng. Dùng hết sức mạnh để lột. Rất là cứng. Cứng quá đi trời ơi. Ô, đây là một cái càng rất là bự. Cái càng này nó rất là to các bạn ạ. Rất là to và mình phải đập nó ra như thế này. Không bể luôn. Mình phải làm cách nào với cái này nữa. Để mình sẽ phải dùng sự trợ giúp của con dao bự. Sau đó mình sẽ đập như thế này thì sẽ dễ hơn. Càng nó rất là bự. Mình cắt không được. Ui, thịt cua rất là ngon. Các bạn ơi, mình thấy này, đây là cua này. Rất là nhiều thịt luôn. Cái vỏ này khá cứng. Nên là mình phải dùng sự trợ giúp đặc biệt một chút.
nó không thì mình sẽ không lột được nó ra. Thịt cua đã rớt rồi. Mình sẽ để cái phần này cho miếng thịt cua đây. Yeah. Vậy là đã xong giai đoạn đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ cho bơ vào trước, sau đó thì mình mới cho đến bột tỏi cũng như hạt tiêu các bạn nhé. Mình sẽ xắt bơ thành từng miếng mỏng như thế này các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ để lên trên càng cua như thế này. Mình sẽ trải đều lên phía trên của càng cua. Thì một lát nữa bơ sẽ thấm đều vào thịt cua các bạn ạ. Và với món này thì các bạn nhớ là mình cho nhiều bơ một chút thì sẽ ngon hơn các bạn nhé. Và mình nghĩ rằng với một cái lượng cua như thế này thì các bạn nên cho khoảng 2 miếng bơ là đủ. Và sau khi mình đã trải đều cái lớp bơ lên trên càng cua như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cho gia vị bột tỏi cũng như là hạt tiêu vào các bạn nhé. Các bạn sẽ cho bột tỏi rắc đều lên trên lớp bơ và càng cua như thế này. Các bạn nhớ rắc đều bột tỏi lên trên càng cua như thế này nhé. Và đây là loại mà mình hay dùng này, garlic powder. Và tiếp theo sẽ là hạt tiêu nhé. Các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành bước bỏ gia vị vào trong càng cua rồi. Bây giờ thì mình sẽ nướng nhé. Mình sẽ bỏ càng cua vào lò nướng để lắp lại. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chỉnh nhiệt độ của lò nướng các bạn nhé. Mình sẽ để nhiệt độ ở 450 độ. Sẽ để thời gian là 10 phút các bạn. Và các bạn thấy này, lò đã bắt đầu chạy rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ việc đợi sau 10 phút thôi thì sẽ có món butter king crab các bạn nhé. A few moments later. Các bạn ơi, vậy là sau khi 10 phút thì món càng cua tuyết của mình đã xong rồi các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra nhé. Thì sẽ phải sử dụng bao tay vì là trong lò nướng rất là nóng các bạn. Úi giời. Ui. Rất là hấp dẫn các bạn ơi. Ý. Yeah. Các bạn nhìn thấy này. Ui. Lớp bơ nó chảy ra. Ui. Nó sẽ ngấm vào càng cua rất là tuyệt. Giờ mình sẽ đậy. Bây giờ thì các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình làm các bạn nhé. Yeah, rất là dễ thương. Thực ra là món này rất là dễ các bạn ạ. Chỉ cần
chuẩn bị càng cua tuyết và sau đó một ít gia vị thôi là chúng ta đã có thể có được món butter king crab rồi các bạn nhé. Các bạn ơi, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món butter king crab rồi. Thì hy vọng rằng đây là một trong những tip để chia sẻ cho các bạn để thử nấu món này ở nhà nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.